vùng đất Tràng Kênh, Bạch Đằng, huyện Thủy Nguyên, cách trung tâm thành phố Hải Phòng chừng 18 km về phía đông bắc, là địa danh nổi tiếng với ba trận thủy chiến chống quân xâm lược trong lịch sử nước ta. Những trận chiến đó gắn liền với tên tuổi của các bậc hào kiệt: vua Lê Đại Hành, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và đức vương Ngô Quyền. Để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc lập nên những chiến thắng vang dội trên dòng sông lịch sử, người dân đã xây dựng khu di tích Bạch Đằng Giang, một quần thể kiến trúc quy mô bề thế khang trang trên khu đất đắc địa của dãy núi Tràng Kênh. Khu di tích Bạch Đằng Giang là một trong số ít địa điểm du lịch thực hiện thành công 3-0, bao gồm không thương mại, không thu phí, không rác thải. Nhờ nguyên tắc 3-0 này, khu di tích đã mang đến một không gian văn hóa lịch sử yên bình đúng nghĩa. Là một địa danh lịch sử đặc biệt nằm trên thế đất tựa sơn, phía trước có thiên nhiên hùng vĩ là sông, biển, đồi núi, đồng bằng. Từ sông Bạch Đằng nhìn vào, Tràng Kênh như một hạ long trên cạn với nhiều núi non hùng vĩ. Vạn cổ Bạch Đằng lưu chính khí, giang san vượng khí Bạch Đằng thâu. Quá trình xây dựng khu di tích là quá trình tạo dựng cảnh quan không gian mang đậm sắc thái văn hóa dân tộc, vừa hùng vĩ của núi sông, vừa linh thiêng và thấy như tiếng ông cha từ ngàn xưa vọng về. Đền Tràng Kênh Vọng Đế thờ đức vua Lê Đại Hành. Trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng vào ngày 28 tháng 4 năm 981, Lê Đại Hành đã tái tạo trận địa cọc của Ngô Quyền, chém chết chủ tướng Hầu Nhân Bảo, tiêu diệt hoàn toàn quân Tống, kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống Tống lần thứ nhất. Linh từ Tràng Kênh thờ quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ngài có công 3 lần đánh bại Nguyên Mông, đỉnh điểm là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, đập tan dã tâm xâm lược nước ta của đế chế Nguyên Mông, mở ra nền văn minh Đông A rực rỡ. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người luôn trong trái tim mọi người dân đất Việt. Nhiều đền, chùa, đình, đền, miếu trong cả nước đã lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích Bạch Đằng Giang là nơi đầu tiên tại Hải Phòng lập đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhân dân và du khách thập phương bày tỏ lòng thành kính, nhớ thương người. Đền thờ Thánh Mẫu, tín ngưỡng tôn thờ lấy hình tượng mẫu, người mẹ, với các quyền năng sinh sôi, bảo chữ, che chở con người đã đi sâu vào đời sống văn hóa Việt. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đền Bạch Đằng Giang thờ Đức Ngô Quyền Vương, người khai sinh trận địa cọc Bạch Đằng, đánh thắng quân Nam Hán năm 938, chấm dứt 1117 năm Bắc thuộc, mở ra nền văn minh Đại Việt. Vào ngày cuối mùa đông tháng Chạp năm 938, dưới ngọn cờ soái chủ của ngài, trận đánh nơi cửa biển Bạch Đằng đã bùng nổ, tối sầm trời đất rung chuyển non sông. Diễn biến nhanh chóng nhất giữa lịch sử các cuộc kháng chiến của dân tộc, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày. Quảng trường chiến thắng, công trình được hoàn thành vào tháng Chạp năm Bính Thân 2016, đón xuân mới Đinh Dậu năm 2017. Quảng trường được xây nổi trên sông Bạch Đằng với diện tích 2.000 m², lát đá granite vươn ra sông. Đây là nơi trang trọng đặt một công trình uy nghiêm, đó là tượng của ba vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền, Lê Đại Hành và Trần Hưng Đạo. Các pho tượng được đúc bằng đồng nguyên khối, mỗi pho có chiều cao 8 m, trọng lượng 40 tấn. Ba vị anh hùng được tạc với thần thái sống động, mỗi vị mang một sắc thái riêng. Đức vương Ngô Quyền đứng giữa, chân đạp sóng, tay chỉ thẳng dòng sông Bạch Đằng, nơi vùi xác quân thù. Đức hoàng đế Lê Đại Hành áo bào tung bay trong gió, tay nắm chặt đốc kiếm, mắt rực sáng thiêu đốt quân thù. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn khoan thai tay phải giữ binh thư yếu lược bình nguyên, tay trái nắm chắc chuôi gươm, dám hiên ngang trong tư thế, năm nay đánh giặc nhàn. Cuộc quyết chiến chiến lược Bạch Đằng của Ngô Quyền đã giải quyết trọn vẹn nhiệm vụ của cả một sự nghiệp kháng chiến chỉ trong một trận đánh. Cả ba vị đứng trên bệ đá, lưng tựa tùng xanh thiên niên thịnh, mắt dõi trùng khơi trong tư thế uy phong, rực sáng giữa màu xanh của trời, của non, của nước. Là sự hòa quyện linh khí thiên địa nhân, làm nên sự trường tồn của đất Việt. Dưới mặt nước là bãi cọc lim bịt sát gồm 180 cọc được dựng lại dưới lòng sông, tượng trưng cho thế trận năm xưa mà các tiền nhân đã cho dựng lên để tiêu diệt quân thù. Những công trình văn hóa liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng Giang như phần nào phản ánh tầm vóc của ba trận thủy chiến trong lịch sử,
Nơi đây không chỉ là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương, mà còn là nơi tham quan vãn cảnh, tìm cảm giác an yên, tạm rời xa cuộc sống tất bật ngày thường. Vạn cổ bạch đằng lưu chính khí, giang san vượng khí bạch đằng thâu.